xuất hiện cùng với Đại Nghĩa bây giờ là những anh em bạn bè đồng nghiệp Gia Bảo. Dạ, lời đầu tiên Gia Bảo xin kính chào toàn thể quý vị đang xem chương trình. Lip Lan. Lip Lan xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tường Vi. Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Sao hay chữ. Dạ hết. Còn chú Long Nhật nữa anh. Đã. Chú Long Nhật. Đấy. Bé Long Nhật. Anh tính là cho qua luôn cái phần đó. Là bởi vì anh biết thế nào cũng có những cái người mà tự xưng mình là bé, là bỏng này nọ. Cho nên là anh muốn dừng đến cái chỗ Tường Vi thôi. Ừ. Đấy. Nhưng mà dầu sao người ta cũng đã lên tiếng rồi, đúng không? Và xin giới thiệu với mọi người ca sĩ Long Nhật. Long Nhật xin gửi đến tất cả quý khán thính giả đang xem chương trình Sao Hay Chữ. Và xin chào các em yêu thương của Long Nhật. Anh là người con của miền Trung, người con của xứ Huế. Mà thường xứ Huế mơ mộng lãng mạn, thơ ca hò dè ca dao tục ngữ đầy mốt bốn. Bây giờ anh có thể hò một câu tặng mọi người được không? Chiều chiều trước bến Vân Lâu, ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm, trái thương ai cảm ai nhờ ai ở trong. Trời ơi. Thuyền ai thấp thoáng bên sông, đưa câu mãi đầy chằn lòng, non về nước. Hình như sai chút nha anh ơi, em xin lỗi anh, nhưng mà như câu là chạm lòng nước non, cái non với nước non à, là tại vì cái hò mà nhi á là người ta phải hò như rửa. Yêu cầu có một câu sao anh chơi tới một khổ luôn à, khoan chưa, là bởi vì gì nè. Ai đi biển Bắc biển Đông, nhớ về soi bóng dòng sông thuở nào. Bây giờ nè, bên đây ta hò Huế rồi, mấy giờ mình hò câu Nam Bộ nghe bảo. Đúng rồi. Hò tưởng giếng sâu anh nói sợi dây dài, về đâu giếng cạn hò hò, về đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Đó. Nó là một câu ca dao cũng rất là quen thuộc của chúng ta. Đi thử coi. Hò ơi, bầu ơi, thương lấy bi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Trời ơi, hay muốn lấy bầu như bí gơm chút. Chúng ta thử với nhau một vài câu ca dao để nhắc cho chúng ta nhớ về cái kho tàng ca dao của Việt Nam phong phú và đa dạng. Hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị như thế. Nhưng chúng ta sẽ phải có một cái sự phân chia giữa hai đội với nhau. Anh có ý kiến nè. Bên La và Tường Vi rất đẹp. Dạ. Nên hai em đừng chung với nhau đi. Còn anh với Gia Bảo dù sao đi nữa là cũng được đẹp mấy, nên là anh muốn về đối với bà. Dạ, cảm ơn anh. Ok, cảm ơn anh. Nhưng em không đồng ý. Cảm ơn ý kiến. Chào bây bà. Giờ ba đứa tụi em đứng một phe đi, anh Nhật đi một mình. Rồi, để công bằng, chúng ta sẽ có một trò chơi nho nhỏ để xem coi là mình sẽ thuộc về đội nào, bằng cách ai là người chiến thắng cuối cùng trong cái trò chơi nhỏ xíu đó thì được quyền chọn đội. Hồi nhỏ mình hay có cái câu chơi cái bài với bài đồng dao dung văn dung vẻ nhớ. Thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái trò tương tự như thế. Đã có 3 cái dòng ở đây mà chúng ta có tới 4 con người. Năm dễ ẹt, mình cứ đi vòng vòng giống như mình đi catwalk, mình đi thời trang vậy đó. Dung văn dung vẻ mà. Và khi cái bài đồng dao của chúng ta nó ngừng lại bất kỳ ở đâu thì chúng ta phải phóng thiệt nhanh vô giành một cái dòng. Đó. Ai là người còn sót lại bên ngoài coi như người đó bị loại. Mời 4 người vào vị trí. Xả giày. Đúng rồi đó, Vi sẽ xả chơi giày. Hết xả giày. Chú Bê, âm nhạc. Đi. Đây là em nhảy vô sao mà em bị giật mình đó không? Em bị giật mình. Tội nghiệp nhỏ, lấn ai? Lấn Gia Bảo. Tội ghê anh. Cậu cấu đá xe hả em? Tội ghê. Bảo như cục đình vậy đó. Đó mà đạp lên em luôn chứ bộ. Bỏ một cái dòng ra, bây giờ còn 2 cái dòng mà thôi. Bắt đầu. Dung văn dung vẻ, dắt trẻ đi chơi, đến ngõ nhà trời, lại cậu lại mở. Dạ, nhờ. Nói chứ
mình cũng có tuổi rồi Nhật á. Cho nên là cái sự phản ứng của mình dám đâu anh bị không không anh thì bị bí băng nhau á. Cái độ phản ứng nhanh nhạy của mình nó cũng phải thua kém em Út một chút chứ. Dạ bây giờ anh cãi phải không? Dạ mời anh và mời mọi người xem lại khoảnh khắc vừa rồi. Rõ ràng anh khóng vô trễ hơn bé Vi. Vậy là cái cơ hội anh về vì em là quá rồi. Bỏ một cái dòng ra. Dạ thưa quý vị, bây giờ là một trận chiến ngang tài ngang sức nha quý vị nha. Bắt đầu. Dạ thưa quý vị, Vi hai tay sắp hai đôi guốc đã là người chiến thắng trong cái trò chơi này. Bỏ xuống xuống. Vi, em muốn chọn ai? Ở đây bé lớn tuổi nhất, cho nên là bé sẽ biết nhiều nhất. À, vậy hả? Mình phải chọn đầu tư vô. À, đó, khu đó là ổn nhất. Em sẽ chọn đó là bé Long Nhân. Tôi sợ ghê luôn, tôi sợ cảm giác mà mấy cái người mà cứ nghĩ mình là bé đó. Thì đó. Đó. Dạ thưa quý vị, như vậy là hai đội đã có thành viên rồi. Nhưng mà bây giờ vấn đề đặt tên như thế nào đây? Kính thưa quý vị, mấy đứa em của Long Nhật thì thương Long Nhật thì hãy trêu đùa vậy thôi. Chứ anh là anh Lưỡng thì anh còn một cái tựa đề, một cái tên của hai đứa mình. Anh là mình là người Huế thì đội của Long Nhật sẽ là Huế và em. Nghe lắm. Thơ chưa? Thơ chưa? Nghe lắm. Ủa mà nó Huế vậy em, lẽ mà đội Đắk Lắk vậy anh? Không phải thuộc nhà. Được mà, được mà. Được. Vậy em đặt đi. Núi và anh. Núi và anh hả? À, cũng hay. Huế và em. Núi và anh. Dạ nghe cũng có chút thơ phải không quý vị? Vậy thì mời hai đội về vị trí. Tôi sẽ quanh tiếng chiên báo hiệu giờ thi sắp sửa bắt đầu. Giống sĩ tử đi thi hồi xưa quá hả? Thì đó, cái không gian này cũng làm cho chúng ta nhớ về cái lớp học của ngày xưa đúng không? Dạ, đúng rồi. Bàn tre, ghế tre, rồi có cái chiên bên đây nữa. Chương trình của chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Mỗi vòng sẽ có 3 câu ca dao. Và mỗi một câu ca dao nó sẽ được hiện lên trên màn hình của các bạn bởi những ô chữ, nhưng nó đã được mã hóa. Chúng ta sẽ phải đoán xem những câu ca dao đó là câu ca dao nào dựa vào cái lời gợi ý của Đại Nghĩa đưa ra, cộng với cái việc mà các bạn có muốn mua những cái ô chữ đó để lật lên xem coi đó là những từ gì, bởi vì đó sẽ là những cái gợi ý quan trọng để chúng ta đoán được chính xác câu ca dao này. Và muốn mua thì phải có tiền. Mà tiền anh sẵn sàng anh cho. Anh tặng. Vậy là bây giờ anh nghĩ như là ngân hàng vậy đó. Đúng rồi. Ngân hàng. Anh biếu cho tất cả các bạn mỗi một nhà như vậy số tiền khiêm tốn thôi. 20 triệu. Được không anh Nhật? Trời ơi, áo dài hôm nay quá đẹp. Đẹp không anh? Quá rực rỡ. Mặc em sáng không? Sáng rực, em một người đàn ông nhấn hầu. Khi mà đã có những dữ kiện như vậy, chúng ta đã biết được đó là câu ca dao nào rồi, thì chạy thiệt nhanh lên đây, quánh một cái pen vô đây để mình mua quyền trả lời. Và ở đây chúng ta thấy có cái bảng màu xanh, có tất cả là 3 quyền ưu tiên dành cho hai đội chơi trong suốt chương trình. Quyền đầu tiên đó là quyền mua miễn phí, quyền thứ hai trả lời miễn phí, quyền thứ ba đó là cái quyền cấp thêm vốn. Nếu như số tài khoản của các bạn còn lại dưới 5 triệu thì lúc đó sử dụng cái quyền này và Đại Nghĩa sẽ là người cấp vốn cho các bạn. Cấp bao nhiêu thì tùy tình cảm của chúng ta như thế nào. Rồi. Anh Nghĩa dễ thương quá. 10 triệu. Trời, anh Nghĩa đúng là một vì sao sáng chói. 500 ngàn. Đó, bởi vì khi Vi nói câu rồi mặt sự ngắt à. Mọi chuyện hạ hồi phân giải, còn bây giờ cứ hãy tập trung cho vòng thi đầu tiên trước cái đã. Vòng 1, vòng khởi động. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đầu tiên của Sao Hay Chữ, vòng khởi động. Đây là câu hỏi số 1. Xin mời câu hỏi. Trên cái mâm này dọn ra sẵn một câu ca dao, nhưng nó đã được mã hóa bằng những ký tự đúng không? Vấn đề là bây giờ chúng ta sẽ chọn mua cái ô nào mà mình thấy rằng nó có thể là những cái từ then chốt. Đội núi và anh mua ô nào? Bây giờ chúng tôi mua lô A1. A1. À, với gì nữa em? Mình nhiều tiền mà đại gia mà. B5. B4 đi. B4, ủa sao mua B4 vậy? Thích vậy đó hả? Chẳng gì đó. Bê la thích mua B4. Nè, cái ô A6 với B6 thường gieo vần với nhau đó. Với lại A6. Vợ chồng đại gia A6. Mua 3 ô. Okay. A1, okay. A6, B4. Rồi, bên đây Huệ và em
anh mua B1, B1, B7 đi. B7? Ờ, đi quay A6 với B7. Nên biết chữ cuối, dễ đón. Bên kia nào mua 3 luôn hả? Mua 3 chưa? Mua 3 rồi. Mình đâu có nhất thiết mình phải mua 3 đâu, mình để dành tiền. Không phải, nhưng mà nếu như mình mua nhiều, mình có nhiều gợi ý, mình dễ đoán ra hơn. Bên bển mua 3 cái gợi ý luôn cho mình rồi, mình mua 2 thôi. Trời ơi, cái tính quán kìa anh. Trời ơi, vậy tòa tính quán. Vậy giờ B7 hay B8? B1, B7. Gợi ý. Câu ca dao người xưa khuyên rằng không nên ba hoa, nói quá có nhắc đến các con số. Xin mời ô chữ. Hả? Em rồi. Chắc chưa? Dạ rồi. Chắc chưa? Mình mua có 2 ô dữ liệu không có nhiều hết trơn. Trời, phóng lên gõ chiên trong khi mặt anh Long Nhật còn đang ngơ ngác. Dạ. Mời em thử coi. Dạ đó là bình tĩnh. Nói 9 thì phải làm 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Wow, giỏi quá. Nghĩ là đúng rồi đó. Em thấy cười à, thảy rồi. Vừa rồi em gõ cái pen một cái là em đã tốn thêm 1 triệu. Mà giờ mà sai một cái là mình lỗ nha. Không, bởi nhưng, gì nhưng như anh cái, ta nói cái câu này thiệt tình là bình thường nó là như vậy. Còn bây giờ nếu mà nó bất thường hơn ngay cái điểm nào thì em chưa biết. Thì đó, sẽ có những cái dị bản mà đôi khi chúng ta không lường trước được. Vy ơi, vừa rồi em đọc cái câu đó em có chốt chưa, nói cái từ chốt cho anh nghe nè. Không, nè, khoan, chưa chốt nha. À, chưa chốt. Nói 9 thì phải làm 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Ờ, anh Nhật cũng chưa biết gì. Anh cũng đồng ý bè chốt chưa? Dạ. Chốt. Bên kia chuẩn bị tư thế sẵn sàng nha. Nếu mà bên đây sai cái mình phóng lên mình gõ chiên liền. Bên đây có nghĩ ra cái nào khác hơn không? Dạ không. Không hả? Em nghĩ Vi đúng rồi đó. Nghĩ là Vi đúng đúng không? Nghĩ con đúng rồi. Như anh nói, ca dao Việt Nam luôn có những cái thú vị, những cái điều bất ngờ. Đó là những dị bản. Và đáp án mà Tường Vi vừa mới đưa ra. Chính xác. Yeah. Nói 9 thì phải là 10, nói 10 làm 9 kẻ cười người chê. Và câu này chúng ta không thấy có gì bản nào khác ngoài cái câu mà Tường Vi đã đọc lên. 10 triệu.